13. Giải thích chữ vạn nhà Phật. Cụ Phan Quốc Đáng sinh năm 1921 tại huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai hỏi: trong Phật giáo, chúng tôi không thấy đề cập đến âm dương, xin trưởng ban cho vài dẫn chứng để chúng tôi dễ hiểu. Trưởng ban quản trị trả lời: chúng tôi xin dẫn chứng. Chùa nào có tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, trên ngực Đức Phật đều có chữ vạn dương để nói lên Đức Phật đã dạy về âm dương rồi. Cụ Phan Quốc Đáng lại hỏi: sao tôi đọc nhiều kinh, nghe rất nhiều thầy giảng, không nghe kinh nào nói về âm dương? Trưởng ban trả lời: phần nhiều, các nhà dịch kinh và các vị giảng sư hiện tại họ không biết lộ trình đến Phật tánh. Nếu vị nào biết lộ trình đến Phật tánh mà phải đến được trung tâm vận hành luân hồi, từ trung tâm này nhìn thấy được 6 đường luân hồi và 2 cửa hải trụ âm và hải trụ dương, mới hiểu sinh hóa của âm dương thì họ mới dám giảng. Còn người dịch hay vị giảng sư không biết làm sao dám đề cập đến. Cụ Phan Quốc Đáng lại hỏi: xin trưởng ban cho ví dụ hiện tại để chúng tôi rõ. Trưởng ban trả lời: hiện nay là thời văn minh cao, chúng tôi cũng dễ dàng ví dụ, xin dẫn chứng cho cụ rõ. Cách đây hơn 150 năm cho đến tận ngày nay, loài người biết ứng dụng âm dương nên sử dụng nguyên lý âm dương để chế ra điện. Các nhà khoa học họ chế ra thời nam châm thành hai cực âm và dương. Nếu hai cực dương gần nhau thì bị đẩy ra, còn âm dương gần nhau sẽ hút dính cứng lại. Vì nguyên lý âm dương sinh ra vạn vật nên các nhà khoa học họ chế ra dynamo phát điện. Nhỏ là máy phát điện, còn lớn gọi là nhà máy phát điện. Các vị ấy gọi đường dây nguội gọi là âm, đường dây nóng gọi là dương. Khi máy phát điện chạy, hai cực âm dương không chạm nhau thì thôi, không gì xảy ra. Nếu hai dòng điện âm dương chạm nhau sẽ phát sinh ra tiếng nổ. Vì nguyên lý đó, các nhà khoa học họ làm chỗ chạm nhau hai dòng điện âm dương thành một dây thép nhỏ. Dây đó được nhốt trong bầu thủy tinh trong suốt, được rút hết không khí ra. Để khi điện âm và điện dương chạm nhau chưa đủ sức nổ, sẽ biến thành cháy, tạo ra ánh sáng mà chúng ta gọi là bóng đèn điện. Hoặc là hai dòng điện chạm nhau nhưng được nắn nhỏ lại chưa đủ sức nổ, chỉ mới đủ phát nóng, nên các nhà khoa học chế ra dây reresistan làm bàn ủi điện, vân vân. Cụ thể đó, chỉ mỗi một thứ bóng đèn điện mà hiện nay nếu tính về các loại bóng đèn, chúng ta cũng không thể nào tính hết được. Đức Phật gọi chỗ sinh hóa âm dương này là sinh hóa thiên hình vạn trạng. Về quạt điện, tủ lạnh, máy lạnh, động cơ đẩy, động cơ kéo, xe máy, xe hơi, tàu thủy, máy bay, hỏa tiễn, điện thoại, truyền hình, pin và bình điện đều có ký hiệu âm dương, cũng nằm trong nguyên lý âm dương này cả. 4. Thắc mắc về âm dương. Cụ Lê Đại Trung hỏi tiếp: tu theo thiền tông học nhà Phật, cốt là để được giác ngộ và giải thoát, có liên quan gì đến âm dương? Trưởng ban đáp: cụ biết và hỏi được như vậy là trình độ thiền tông học của cụ đã hiểu rất sâu. Xin giải thích cho cụ thông. Người tu theo thiền tông học phải hiểu rõ ràng bên ngoài là vạn vật, còn bên trong phải biết cái gì là của con người một cách tường tận, mạch lạc thì mới mong đạt được theo ý muốn của mình. Chúng tôi xin phân tích rõ ràng cho cụ hiểu từ vật lớn như hành tinh, còn nhỏ như con người, tất cả trong tam giới này là do sức hút âm dương tạo thành. Ai muốn vượt ra ngoài sự cuốn hút của âm dương, người đó phải hiểu 3 căn bản như sau. 1. Vật chất, nhìn thấy hay cảm nhận được. 2. Tinh thần, không nhìn thấy được, chỉ cảm nhận từ thô đến tế mới biết được. 3. Do vậy, người tu theo thiền tâm học nhà Phật phải hiểu thật rõ về nguyên lý âm dương, để khi thấy những hiện tượng ấy xảy đến, biết mà thực hiện cho đúng để vượt qua. Do đó, âm dương được liệt vào một trong 3 cái chính của người tu theo pháp môn thiền tâm học phải nắm cho thật vững thì mới mong thành công được. Cụ Lê Đại Trung lại hỏi: tại sao trong các kinh điển nhà Phật không đề cập đến âm dương sinh? Trưởng ban đáp: thời Đức Phật còn tại thế, có nhiều môn đồ cũng hỏi Ngài vấn đề nguyên do sinh ra con người và vạn vật. Đức Phật nhận thấy dân trí lúc đó chưa hiểu về khoa học nhiều. Tất cả những sự tin tưởng của con người, họ tin tuyệt đối tin vào đấng tạo hóa và thần linh, nên Đức Phật không giảng giải. Đức Phật thấy đời sống con người quá ngắn ngủi, nên có đưa ra 2 chỉ dạy ngắn gọn như dưới đây, để các môn đồ của Ngài biết mà tu tập. Cốt yếu là nhận ra Phật tánh thanh tịnh của chính mình, sống với Phật tánh ấy để không còn bị sinh tử luân hồi nữa. Nếu ai nhận ra Phật tánh thanh tịnh của chính mình rồi, tự nhiên
những chuyện lặt vặt như vậy tự họ biết rõ ràng, không cần phải học hỏi. Đức Phật có dạy thêm, sau này khi dân trí con người hiểu sâu về khoa học, tin tức bất cứ ở đâu trên thế giới này gần nhau như trong một chợ, lưu thông được nhanh, ai có duyên lớn đọc được các kinh điển mà Như Lai dạy sau cùng, nếu người đó đạt được yếu chỉ sâu màu của Như Lai dạy và nhận được Phật tánh của chính mình, người đó sẽ giải thích về nguyên lý âm dương cho ai thắc mắc. Hai lời dạy của Đức Phật như sau. Thứ nhất, con người hay vạn vật có mặt trên địa cầu này có ba nguyên nhân chính. Một, nhân duyên sinh. Hai, nhân quả công bằng. Ba, sức cuốn hút của vật lý âm dương mà tạo thành. Tuy Đức Phật dạy ngắn gọn như vậy, cách đây đã trên 2.550 năm rồi, nhưng hiện nay, lời dạy ấy vẫn được những người có đầu óc thực tế công nhận là rất khoa học, không sai chút nào. Thứ hai, tuổi thọ các vị thời đó, người nào cũng đã cao tuổi, nếu ngồi đó mà học hỏi hết từng chi tiết nơi địa cầu này, e các vị ấy chưa hiểu được bao nhiêu đã bỏ xác thân rồi. Vì vậy, Đức Phật có cái ví dụ như sau để cho các vị thời đó hiểu, không cần phải biết chi tiết làm gì. Như trong các ông, có ai bị tên có tẩm thuốc độc bắn trúng, thuốc độc chắc chắn ngấm vào cơ thể người bị bắn trúng, người đó sẽ chết sau vài giờ hay vài ngày. Có vị thầy thuốc tốt bụng đến nhổ tên người bị bắn, băng bó và cho thuốc uống. Người bị tên bắn trúng nói với vị thầy thuốc tốt bụng rằng: "Thầy cho tôi biết mũi tên này do ai bắn trúng tôi? Mũi tên này được bắn từ hướng nào? Mũi tên này làm bằng loại gì? Chất độc trong mũi tên lấy từ đâu ra?" vân vân. Thầy trả lời cho tôi hiểu, tôi mới cho thầy nhổ mũi tên ra. Người bị tên bắn trúng đó muốn tìm hiểu như nói trên, có thể nào tìm hiểu được hết không? Hay ông ta chết trước khi ông ta hiểu biết hết? Các vị hiểu lời của Đức Phật giải thích nên chỉ cố gắng tu tập để nhận ra Phật tánh thanh tịnh của chính mình, không thắc mắc những việc không cần thiết. Đức Phật dạy thêm, như hiện giờ các ông đang bị mù mắt mà đi tìm hiểu tất cả vạn vật xung quanh. Các ông tìm hiểu như vậy không thuận lý lắm. Muốn hiểu rõ cảnh vật xung quanh, các ông cứ trị cho hết bệnh mù mắt đi, thì các cảnh vật sẽ hiện rõ trước mắt, mặc tình các ông muốn hiểu, muốn biết. Cũng như vậy, người đang sống với tánh phàm tình mà muốn đi tìm cái chân thật trong thân cũng như ngoài thân thật là khó. Các ông cứ cố gắng làm sao nhận ra Phật tánh thanh tịnh của chính mình. Từ trong Phật tánh thanh tịnh ấy, nhìn ra vạn vật, vật gì cũng biết cả. Cụ Lê Đại Trung hỏi tiếp, thuyết âm dương là gốc từ Trung Hoa, sao tu theo thiền tông học nhà Phật lại dùng đến? Trưởng ban trả lời, người tu theo thiền tông học nhà Phật ngày xưa, ai có căn duyên lớn, nghe vài câu kinh là ngộ đạo. Còn ngày nay, vật chất quá đầy đủ, danh lợi cũng quá nhiều. Vì vậy, con người khó nhận ra đạo lý được. Bản chất con người thích thụ hưởng, thích những điều kỳ bí linh thiêng, thích bỏ ra ít lấy lại nhiều, gọi chung là tham, thích tôn sùng người khác, thích làm nô lệ cho những người có tiếng tăm, thích làm con của người khác, vân vân. Do đó, những người có chút ít học thức, họ biết bệnh của con người nên họ bày ra những chuyện kỳ đặc, bịa ra những việc không khoa học, không thực tế để dụ dỗ những người non lòng nhẹ dạ, tin mù quáng. Bởi vậy, chúng tôi phải tìm tòi học hỏi tất cả về nguyên nhân sinh ra vũ trụ này, cũng như nguyên nhân sinh ra con người và vạn vật. May mắn cho chúng tôi hiểu được lời Phật dạy, vì con người ham muốn không bờ bến nên mới sinh ra đủ thứ khổ ở thế gian. Trong kinh Đức Phật dạy, nếu các ông bị té xuống đất, phải từ đất mà đứng lên. Câu dạy này của Đức Phật chúng tôi đã lãnh hội được ý nghĩa. Các ông sinh ra bởi âm dương, nếu muốn thoát khỏi lực hút của âm dương thì các ông phải hiểu sự vận hành của âm dương và tránh lực hút của nó, thì các ông mới có thể vượt ra được. Vì vậy, chúng tôi phải nghiên cứu về âm dương. Nay chúng tôi đã thấy được mấu chốt, nên khuyên người tu theo thiền tông học phải làm sao cho cơ thể mình khỏe mạnh theo nguyên lý âm dương thì sẽ có kết quả dễ hơn. Cụ Lê Đại Trung lại hỏi, xin cho vài ví dụ âm dương hình thành, diệt đi và làm sao giải thoát ra khỏi âm dương. Trưởng ban trả lời, câu hỏi của cụ tuy ngắn gọn, muốn trả lời tuyệt ý của câu này, chúng tôi phải dẫn chứng hai phần như sau. Một, về hành tinh chúng ta đang sống cấu tạo bởi đất, chất cứng, nước, chất ướt, gió, không khí, lửa, nóng, điện,
sáng, hành, chuyển động. Chuyển động này nó lại chuyển động hai chiều trái ngược nhau, tạo thành hai cực đối kháng, nên làm đất, nước, gió, lửa, điện phải chuyển theo nó, tạo thành một lực chuyển động khủng khiếp của hai cực mà các nhà hiền triết gọi là vận hành của âm dương. Vì vận hành của âm dương nên vạn vật trên thế giới này mới có sinh ra như chúng ta đang thấy. Từ trung tâm điểm chuyển động ra ngoài theo chiều xoắn ốc, ngược kim đồng hồ gọi là dương. Cũng từ ngoài chuyển động hút vào trung tâm điểm theo chiều xoắn ốc thuận kim đồng hồ vào trong gọi là âm. Hai chiều âm dương này được lý giải như sau. 1. Âm hút vào để các hình thể dính cứng lại. 2. Dương đẩy ra để cho vật thể không va chạm với nhau. Vì vậy, khi âm dương hút cứng với nhau sinh ra vạn vật. Sự cuốn hút của âm dương với nhau tùy theo lớn hay nhỏ. Nếu chạm nhau nhẹ sinh ra nhỏ, chạm với nhau mạnh sinh ra lớn, nhưng phải triệt để tuân theo quy luật âm dương. Bởi vậy, chúng ta thấy tất cả động vật hay thực vật, nhìn kỹ sẽ thấy lớn khủng khiếp như điện âm điện dương ở trong không trung. Nếu vận hành ngược chiều nhau mà không chạm với nhau thì không phát sinh, còn nếu chạm với nhau sẽ phát sinh ra tiếng nổ gọi là sấm sét. Còn động vật như loài người, loài thú cũng phải tuân theo quy luật cuốn hút của âm dương. Nếu âm dương di chuyển không chạm nhau thì thôi, chạm nhau nhẹ sẽ có cảm giác tốt hoặc xấu, còn thật sự chạm nhau mạnh sẽ sinh ra con. Nói tóm lại, âm dương sinh hóa và chi phối tất cả vạn vật ở thế giới này. Đó là nói hẹp, còn nói rộng là trong càn khôn vũ trụ này, dù là động vật hay thực vật cũng tuân theo quy luật của âm dương cả. Vì vậy, con người được hình thành phải qua công thức âm dương, chứ không có phương pháp nào khác. Ai nói có công thức nào khác là không phải. Hình thành một hành tinh. Được hình thành một hành tinh mới phải có rất nhiều mảnh vỡ của vô số hành tinh đã hết tuổi thọ bay trong không gian. Hoặc hành tinh nào đó bị con người hủy hoại bằng cách là cho nổ tung, hay hành tinh đó bị lấy hết khoáng chất, không còn khả năng tự cân bằng âm dương, bị tan rã ra, bay vào không gian. Các nhà khoa học gọi những mảnh vỡ ấy là bụi không gian. Số bụi không gian không thể tính hết đó, cứ bay lơ lửng ở trong không gian. Nếu nó bay đến chỗ trung tâm vận hành khủng khiếp của âm dương, các nhà khoa học gọi là sức hút lỗ đen của vũ trụ. Tức thì nó bị lực chuyển động thuận và ngược chiều với nhau của âm dương tạo thành một khối tròn. Khối này ban đầu nhỏ, dần dần cả tỷ năm bị xoay tròn, cho đến khi nào lớn bằng địa cầu chúng ta, hoặc nhỏ hơn hay lớn hơn gấp nhiều lần. Khối tròn ấy được kết thành bởi nhân duyên do âm dương xoay chuyển tạo ra. Khi đúng với nhân quả của nó rồi, tự nó văng đến một nơi nào thích hợp và cứ xoay tròn và vận hành theo cụm các hành tinh mà các nhà khoa học gọi là chùm hệ thái dương. 1.000 hệ thái dương nhân cho 1.000, số ra này là tiểu thiên thế giới mà Đức Phật dạy trong kinh. Số hành tinh của tiểu thiên thế giới nhân cho 1.000 nữa, số ra này là trung thiên thế giới. Số trung thiên thế giới nhân cho 1.000 nữa là đại thiên thế giới. 3 lần nhân đó gọi là tam thiên đại thiên thế giới mà Đức Phật dạy là trong càn khôn vũ trụ mênh mông bao la này có hàng hà sa số tam thiên đại thiên thế giới không thể đếm hết được. Còn lỗ đen trong vũ trụ, các nhà khoa học bảo cũng không biết là bao nhiêu vì quá nhiều. Lời giải thích của Đức Phật nói trên, vạn vật hay loài người có mặt ra đây là do âm dương tạo thành. Vì vậy, muốn tìm đường ra, tất nhiên phải hiểu rõ nguyên lý âm dương mới ra được. Còn không hiểu, chúng ta cứ loay hoay mãi trong âm dương. Trên đây là sơ lược hình thành của một hành tinh. Còn muốn hình thành một con người hay động vật thì sức hút của âm dương cũng phải mãnh liệt mới tạo thành được. Phần này chúng tôi nói ít, cụ tự hiểu nhiều. Căn bản của một hành tinh gồm 1. Đất, đất đá, các vật cứng. 2. Nước, chất lỏng ướt. 3. Gió, gọi là không khí. 4. Lửa, nóng, cháy. 5. Điện, sáng và giật. 6. Hành, di chuyển hay chuyển động. Còn hình thành một con người bao gồm 1. Đất, chất cứng như da, thịt, gân, xương, tủy, não, vân vân. 2. Nước, máu, nước tiểu, mồ hôi, vân vân. 3. Gió, hơi thở. 4. Lửa, hơi ấm trong người. 5. Điện, chất sáng trong người có 2 phần. Phần 1 điện từ quang có công dụng là duy trì sự sống của con người, đưa tánh thấy, tánh nghe, tánh nói ra tiếng, tánh biết, phân biệt trong ý, nằm trong tánh Phật,
đi ra hoặc thu gần lại. Nguyên tắc là các tánh nói trên đi trùm khắp. Phần 2. Nhưng vì các thứ trên nằm trong thân tứ đại. Thân tứ đại là do điện tử âm dương duy trì nên bị giới hạn theo quy luật của nó. Do vậy, loài người nói riêng còn muôn vật nói chung, khi ý trong Phật tánh vào trong loài nào thì phải hiểu biết theo loài đó. 6. Hành, chuyển động di chuyển. 7. Thức, biết, gọi khi còn trong Phật tánh, còn vào trong tánh người phải gọi là chi thức của tánh người. Vì vậy, người tu theo thiền tông học nhà Phật phải tìm hiểu cho thật rõ 7 phần này. Nếu không biết được, dù có ngồi tu 1.000 năm cũng chỉ là người làm công việc của con dã tràng xe cát biển mà thôi. Đức Phật có dạy chỗ này trong các kinh. Người tu theo đạo của Như Lai mà không biết 7 phần này, dù có ngồi đạo tràng dụng công tu 10 tiểu kiếp, Phật tánh cũng không khi nào hiển lộ ra được. Đức Phật dạy, tu thanh tịnh thiền phải hiểu. Bể tánh thanh tịnh là gì? Trong bể tánh thanh tịnh có hằng hà sa số cái ý. Trong mỗi cái ý có riêng biệt các tánh thấy, nghe, pháp và biết. Ý nó nằm trong vỏ bọc của tánh, mà tánh này trùm khắp theo Phật, nên Đức Phật gọi chung là Phật tánh. Ý trong Phật tánh có sự sống là nhờ điện tử quang nuôi dưỡng. Chức năng của điện tử quang là trợ giúp thấy, nghe, pháp, biết trong ý. Mỗi khi ý khởi lên, ý còn nằm trong bể tánh thanh tịnh, nên những thứ thấy, nghe, pháp, biết vẫn còn thanh tịnh, nên được điện tử quang rung động chuyển đi trùm khắp. Tam giới là gì? Trong tam giới là do điện tử âm dương điều hành cuốn hút để duy trì vật chất luân chuyển, gọi là luân hồi. Trong mỗi tam giới có 6 cõi: trời, người, Atula, ngạ quỷ, súc sinh và địa ngục. Dù ở cõi nào cũng có tánh cả, như ở cõi trời thì có tánh trời, ở cõi Atula thì có tánh thần, ở cõi người thì có tánh người, ở cõi ngạ quỷ thì có tánh hồn, ở cõi súc sinh thì có tánh thú, ở cõi địa ngục thì có tánh ngục. Trong mỗi cõi đều có nhân quả riêng của cõi đó, như một cõi trời thì được hưởng nhân quả thanh cao, an nhàn, thảnh thơi, vui sướng. 2. Cõi Atula do tánh thần ngự trị nên phải hung hăng nóng giận. 3. Cõi người là do 16 thứ của tánh người là thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc, danh, thực, thủy, tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến và 84.000 cái bong bóng thứ ảo giác. 4. Cõi ngạ quỷ là nơi sống giành giật, quậy phá, hiểm thù. 5. Cõi súc sinh là nơi sống của nhân quả lười biếng, ham ăn, mê ngủ, ngu si. 6. Cõi địa ngục là nơi sống u tối, khổ đau, liên tục bị dày vò, khó chịu. Trên đây là hai nơi rõ rệt: 1. Bể tánh thanh tịnh nơi chư Phật ở. 2. Trái đất cũng gọi là thế giới, nơi luân chuyển ở nơi trái đất này và trong một tam giới này. Người tu theo đạo Phật muốn giải thoát phải tu làm sao? Chính câu hỏi này của cụ chúng tôi trình bày ra đây, coi tu bằng cách nào mới giải thoát được. 1. Các nơi hiện nay dạy người tu giải thoát phải sử dụng tâm vật lý dụng công tu thiền kiểu này, hành thiền kiểu nọ, có giải thoát được không? Thưa không. Vì sao không? Vì tâm vật lý là tâm vọng tưởng do tứ đại cấu tạo mà có. Do vậy, Đức Phật dạy, các ông đừng lấy cát nấu để thành cơm. 2. Sử dụng cái biết của ý trong tánh Phật để tu. Đức Phật dạy, tất cả những thứ trong ý đều là thanh tịnh. Nếu sử dụng chỉ một thứ trong ý, cái mà sử dụng đó tức khắc nó mất thanh tịnh ngay, thì làm sao thành tựu được? Vì Phật tánh là thanh tịnh. Vừa nghe trưởng ban phân tích những gì trong tam giới và những gì trong bể tánh, cụ Lê Đại Trung bất ngờ thốt lên, như vậy chúng tôi đã biết tu giải thoát rồi. Trưởng ban hỏi cụ Lê Đại Trung, cụ hiểu biết như thế nào, hãy nói ra cho nhiều người có mặt cùng biết với. Cụ Lê Đại Trung không trình bày như thế nào mà đọc 72 câu kệ như sau: giải thoát ra khỏi trầm luân, dùng tâm vật lý trầm luân theo hoài. Nguyên lý trưởng ban trình bày chỉ cần thanh tịnh dứt ngay luân hồi. Muốn giải thoát chỉ cần thôi, không xài vật lý luân hồi lìa ngay. Trưởng ban trình bày rất hay, chỉ cần thanh tịnh vào ngay niết bàn. Ngày xưa Phật dạy rõ ràng, không quán không tưởng là an muôn đời. Thiền tông quả thật thành thơi, chỉ cần thanh tịnh là đời an vui. Phước lớn tất cả chúng tôi, 2 giờ hỏi đáp bỏ rồi dụng công, 30 năm ngồi dụng công, dụng công khổ sở không trông thấy gì. Tôi theo người cháu tên Chi,
Thiền Tông Tân Diệu Cái Chi cũng tường 30 năm khổ sở đáng thương, học thầy có tiếng tìm đường thoát thân. Đến đây trưởng ban không cần ngồi thiền quán tưởng đau phần tủy xương, chỉ cần đi đứng bình thường, tâm mình thanh tịnh mở đường về quê. Quê xưa không có khen chê, tâm mình thanh tịnh đừng hề dụng công. Nếu ai tìm kiếm trông mong là đường sinh tử ở trong luân hồi. Vì vậy hôm nay tôi thôi, luân hồi sinh tử trôi theo dòng đời. Thiền Tông Tân Diệu là nơi đưa người thanh tịnh về nơi niết bàn. Xưa nay tôi cứ lang thang tìm thầy danh tiếng mong đàng về quê. Thầy tôi dạy muốn về quê, dụng công dẹp tường thế quê mình liền. Chục năm cứ ngồi lặng yên, vọng tâm vừa hiện tôi liền nạt y. Bộ mày muốn kéo tao đi vào nơi trần thế để đi luân hồi. Chúng tôi hành mãi không thôi, không sao rõ được cứ ngồi cứ đi. May nhờ cháu tôi là chi, mách bảo Tân Diệu Cái Chi cũng từng. Nếu ông muốn biết rõ đường, vượt qua sinh tử hết đường tử sanh. Thiền Tông thầy dạy rất rành, nhiều người giác ngộ tử sanh không còn. Ngày xưa con tu trên non, tu khi thổ huyết không còn dụng công. Thiền Tông Tân Diệu phổ trong, trên mạng trên báo ai mong giác thiền. Thầy Phong hứa chỉ ra liền, ai muốn giải thoát thầy liền chỉ cho. Trước kia con cầu con lo, nay đến Tân Diệu không lo thứ gì, mà đã nhận được thức thì Phật tánh thanh tịnh cái gì cũng thông. Thầy Phong phổ khắp núi sông, khi được giải thoát là xong luân hồi. Thiền Tông đơn giản vậy thôi, chỉ cần thanh tịnh luân hồi dừng ngay. Con xin cảm ơn Phật Ngài phổ môn thiền học ở ngay đất rồng. Hiện tôi đã hết cầu mong, mà tâm thanh tịnh hiện trong lòng mình. Không ngờ thiền học thật linh, đưa con về đến quê mình thành thơi. Con nay sử dụng chữ thôi, con đường sinh tử đã thôi con rồi. Đời con đại phúc Phật ôi, luân hồi nhiều kiếp đã rồi với con. Nghe cụ Lê Đại Trung đọc 72 câu kệ trước mặt nhiều người, trưởng ban biết cụ Trung đã đạt được bí mật thiền tông nên nói như sau. Hôm nay tại chính điện của chùa Thiền Tông Tân Diệu này, cụ là người thứ 5 đạt được bí mật thiền tông đọc kệ trước chính điện. Những câu kệ của cụ đọc chứng tỏ cụ đã đạt được bí mật thiền tông. Theo lời dạy của Như Lai trong Huyền Ký, vị nào đạt được bí mật thiền tông phải được truyền thiền và cung cấp đầy đủ những pháp yếu mà Như Lai dạy nơi thế giới này. Nhưng vì truyền thiền phải thực hiện đúng là một buổi lễ, vì vậy chúng tôi sẽ truyền bí mật thiền tông cho cụ đúng một tuần lễ sau. Cũng trong Huyền Ký Đức Phật có dạy, việc truyền bí mật thiền tông chỉ có người truyền và người được truyền dự thôi. Nhưng vì hôm nay quý vị có mặt nơi đây gần 20 người, nếu đúng một tuần sau vị nào tham dự được chúng tôi xin mời. Cũng xin lưu ý quý vị, những người khác không tham dự được. Trưởng ban nói tiếp, hôm nay chúng tôi cấp liền cho cụ giấy chứng nhận giác ngộ yếu chỉ thiền tông. Cụ Lê Đại Trung nghe trưởng ban nói như vậy, cụ hết sức vui mừng và cảm ơn. Cụ bà Trương Thị Mỹ, 71 tuổi, cư ngụ tại huyện Hóc Môn, đi trong đoàn đứng lên nói. Chúng tôi chứng kiến cụ Lê Đại Trung đọc 72 câu kệ, trưởng ban xác nhận cụ Trung đã đạt được bí mật thiền tông. Nếu không chứng kiến việc này thì chúng tôi không tin. Vậy xin trưởng ban giải thích rõ thêm pháp môn này để chúng tôi hiểu thật rõ thêm, còn các pháp môn khác không giải thoát được sao? Trưởng ban trả lời, như chúng tôi đã trình bày ở trên, nếu cụ hiểu căn bản rồi thì cố gắng hiểu thêm như sau. Pháp môn thiền tông này Như Lai dạy riêng cho Ngài Mahakasyap là vị tổ thiền tông thứ nhất, để giúp cho ai kiên trì muốn giải thoát. Chớ trên thế giới này không có pháp môn nào giải thoát được. Vì sao chúng tôi quả quyết như vậy? Xin cụ hãy nghe rõ lời phân tích như sau. Một, trong bể tánh thanh tịnh gọi là Phật giới, có được sự sống là nhờ điện tử quang rung động, nên lúc nào cũng hành, nhưng hành trong cái thanh tịnh. Do vậy, bất cứ ai sử dụng tâm duyên hợp của vật lý để tìm ra Phật tánh, Đức Phật bảo các ông đi tìm lông con rùa vậy. Phần này Đức Phật có dạy rõ nơi vượt hải chiếu âm như sau. Dù có vạn Đức Phật đến với thế giới này để cứu người giải thoát cũng chưa chắc cứu được. Ai đó nói cứu dùm là kẻ đại lường gạt. Hai tam giới gọi là hệ mặt trời, chung quanh có bốn vòng như sau. Vòng 1,
nơi có 6 hành tinh cấu tạo bằng tứ đại và điện tử âm dương. Vòng 2 có 11 hành tinh cấu tạo bằng điện tử âm dương 5 màu sắc rất đậm. Vòng 3 có 17 hành tinh cấu tạo bằng 12 màu sắc điện tử âm dương rực rỡ. Vòng 4 có 14 hành tinh cấu tạo bằng điện tử âm dương không màu sắc. 4 vòng này tổng cộng có 45 hành tinh, gọi là một tam giới. Trong 4 vòng này, mỗi vòng cấu tạo bằng điện tử âm dương khác nhau. Ở 6 địa cầu nào cũng có một vị Phật dạy công thức giải thoát. Ở địa cầu này hiện là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy, hiện còn đang lưu hành. Bà Trương Thị Mỹ xen vào lời trưởng ban: "Đang lưu hành, sao không thấy nơi nào dạy?" Trưởng ban trả lời: "Vì pháp môn giải thoát này Như Lai truyền riêng cho các vị tổ thiền tông, không dạy cho đại chúng. Vì vậy không ai biết được, trừ khi vị nào nhận được tập huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng thiền tông thì vị này mới biết. Nếu vị nào ham danh mê lợi mà nhận được tập huyền ký này thì cũng không dám phổ biến. Vì sao vậy? Vì pháp môn thiền tông này cực dương, tức cực mạnh. Nó phá vật chất, đưa con người ra ngoài sự ràng buộc của vật chất. Do đó, những vị thầy tu mà còn ham danh mê lợi thì làm sao dám tu hay phổ biến pháp môn giải thoát này?" Trưởng ban nói thêm: "Cụ tu theo đạo Phật phải hiểu cốt tủy của Đức Phật dạy thì mới mong tu đúng được. Chúng tôi xin trợ giúp cho cụ 4 câu kệ của Đức Phật dạy như sau: Thiền tông chẳng kiếm chẳng tìm, chẳng quán chẳng tưởng nhận liền tánh nghe. Tánh nghe tánh thấy là bè, đưa người thanh tịnh về miền quê xưa." Cụ bà Trương Thị Mỹ đã nhận ra được lời Đức Phật dạy, nên được trưởng ban cấp cho cụ giấy chứng nhận giác ngộ yếu trị thiền tông, hết sức vui mừng và cảm ơn. Cụ bà Trương Thị Mỹ lại hỏi về chữ vạn: "Sao chúng tôi thấy chữ vạn ở các chùa vẽ mỗi nơi mỗi kiểu? Xin trưởng ban giải thích cho chúng tôi được rõ." Trưởng ban đáp: "Vị nào am hiểu thiền tâm học mới hiểu chữ vạn của Đức Phật dạy được. Phần nhiều, các chùa nghe nói cứ làm, chứ họ không tìm hiểu sâu về lời dạy của Đức Phật. Do đó, mỗi nơi vẽ một kiểu, cũng không biết thế nào là đúng và cũng không biết thế nào là sai. Chữ vạn trên ngực Đức Phật cũng xuất phát từ nguyên lý âm dương mà ra. Từ tâm điểm phóng ra ngoài ngược kim đồng hồ gọi là dương, được sinh hóa ra vạn vật ở hướng đi lên, nên được trương nở, tốt đẹp, may mắn, hạnh phúc, bền lâu và giải thoát, vân vân. Còn chữ vạn cũng từ ngoài tâm điểm hút cứng vào gọi là âm. Vì là hút cứng vào nhau nên bị chìm xuống, thành ra chết chóc, tiêu diệt, xấu, dở, tang thương, buồn chán, khổ đau triền miên, vân vân. Bởi vậy, Hitler có tâm tham lam, muốn làm bá chủ, đi thương tính các nơi, đầu óc tàn bạo, ham bắn giết, nên ông ta sử dụng chữ vạn âm này, làm bao nhiêu sinh mạng phải chết, bao nhiêu người khác khổ đau, cũng vì ông ta dùng chữ vạn âm này. Còn Đức Phật Thích Ca, ngài biết tận tường của chữ vạn, nên Đức Phật sử dụng chữ vạn dương, nên đem giác ngộ, giải thoát, từ bi, an vui, vân vân cho tất cả ai tin và hiểu chữ vạn dương này. Cụ Trương Thị Mỹ lại hỏi: "Đây có phải là ăn uống theo phương pháp Oshawa không?" Trưởng ban đáp: "Thưa, cũng phải mà cũng không phải." "Vì sao cũng phải mà cũng không phải?" "Phải là do ngài Oshawa biên soạn ra, còn không phải là phương pháp ăn này chính gốc là của ngài Lão Tử." "Xin nói rõ về ngài Oshawa còn nhỏ, cha mẹ mất sớm, ông bị bệnh rất nhiều. Ông được vị thiền sư nước Nhật nuôi dưỡng trong chùa. Thiền sư ấy cho ông ăn dòng gạo lớp muối mè. Một thời gian ông hết bệnh. Sẵn trong chùa có rất nhiều sách viết về ăn uống để tu thiền. Ông Oshawa có biên soạn ra quyển Cẩm nang ăn uống để trị bệnh. Sau này, các nhà thực dưỡng Việt Nam có dịch ra tiếng Việt trên 20 quyển. Các dịch giả có bổ sung thêm nhiều ý nên được lấy tên chung là thực dưỡng Oshawa. Có tất cả là 10 phương pháp ăn. Phương pháp ăn số 7 là ăn dòng gạo lứt muối mè để trị tất cả các bệnh về nan y. Nếu xét tận cùng, phương pháp này là do ngài Lão Tử viết ra đầu tiên, chứ không phải ngài Oshawa. Vì vậy mà chúng tôi nói phải và cũng chẳng phải." Cụ Trương Thị Mỹ lại hỏi thêm: "Ăn số 7 là ăn làm sao?" Trưởng ban đáp: "Ăn số 7 là ăn một chén cơm gạo lứt, 2 hoặc 3 muỗng cà phê muối mè, nhai cho thật nhuyễn, nhai từ 150 đến 200 lần.
có nghĩa là nhai khi nào nghe cơm trong miệng có vị ngọt mới nuốt, mà nuốt một lần, trong lúc nhai không được hở môi, tức không nói chuyện. Cụ Mỹ hỏi, nếu phương pháp ăn gạo lứt muối mè để trị bệnh, tại sao ông Oshawa mất ở tuổi 72? Trưởng ban đáp, có hai thuyết nói về sự mất của ngài Oshawa. Thuyết thứ nhất, sở dĩ ngài Oshawa mất ở tuổi 72 là vì ngài có cái chấp cố định như sau. Hồi còn nhỏ, ngài bị bệnh, được vị thiền sư cho ăn gạo lứt muối mè hết bệnh. Sau ngài nghiên cứu phương pháp này, nhiều lần ngài tự hủy hoại thân ngài. Ngài ăn theo phương pháp này để thí nghiệm, được hết bệnh. Vì vậy, ngài đem phương pháp này truyền bá sang các châu lục như châu Mỹ, châu Âu, châu Phi và châu Á, trong đó có Việt Nam. Ngài có đến Huế, Việt Nam vào năm 1965 để truyền bá phương pháp ăn này. Dân miền Nam Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1975 cũng rầm rộ ăn theo phương pháp này. Vì ngài quá tin tưởng vào phương pháp ăn uống này, nên khi 72 tuổi, ngài bị bệnh nặng. Ngài không cần uống thuốc gì khác ngoài ăn uống theo phương pháp của ngài. Nhiều bác sĩ khuyên ngài nên uống thuốc và tiêm thuốc, khi hết bệnh sẽ tiếp tục ăn theo phương pháp của ngài. Ngài không nghe, ngài quên đi một điều là tuổi trẻ khác với tuổi già. Tuổi trẻ sức đề kháng của cơ thể còn rất mạnh nên bệnh tật dễ dàng vượt qua. Còn tuổi già bị lão hóa theo thời gian nên sức đề kháng bị yếu đi. Vì vậy, ngài mất ở tuổi 72 là phải. Ngài mất là vì bệnh chấp cho sự hiểu biết của mình là hay nhất, là tuyệt vời nhất. Thuyết thứ hai, nhiều người bảo ngài Oshawa mất ở tuổi 72 là vì ngài phải tuân theo đúng quy luật nhân quả của ngài. 5. Câu hỏi về Đức Lão Tử và Đức Khổng Tử. Cụ Lê Đại Trung tiếp tục hỏi, như vậy đạo lão, đạo khổng cũng là tôn giáo, có chỉ đến chỗ chân thật của vũ trụ và con người không? Trưởng ban đáp, nếu nói tụt cùng của lý đạo, đạo lão và đạo khổng không được xếp vào hàng tôn giáo. Vì sao vậy? Vì muốn cấu tạo thành một tôn giáo phải có 3 yếu tố như dưới đây mới tạo thành được. Thứ nhất, người tụt cùng là Thượng Đế. Thứ hai, phải có người đứng ra đại diện cho Thượng Đế dạy những lời của ngài. Thứ ba, có rất nhiều người nghe và làm theo. Vì vậy, đạo lão và đạo khổng không có phần thứ nhất nên không được xếp vào hàng tôn giáo. Do đó, thời vua Võ Tắc Thiên trị vì nước Trung Hoa rộng lớn, đức vua xếp đạo lão và đạo khổng vào hàng học thuyết của Trung Hoa. Còn các nhà văn học Trung Hoa, họ liệt đạo lão và đạo khổng vào hệ triết học Đông Phương. Cái hay nhất của vua Võ Tắc Thiên, khi 80 tuổi, nhà vua tự tịch để bỏ sát thân. Vì sao nhà vua thực hiện được như vậy? Vì nhà vua đã giác ngộ được bí mật thiền tông và được rơi vào Phật tánh thanh tịnh của chính nhà vua, nên nhà vua có khả năng này. Khi vua Võ Tắc Thiên mất, các người theo đạo lão và đạo khổng trả thù nhà vua bằng cách bêu xấu bà là vị vua dâm dục. Vua Võ Tắc Thiên mất có để lại rất nhiều tác phẩm viết về thiền học, trong đó có bài kệ nổi tiếng mà trong các chùa ở Trung Hoa và Việt Nam hiện nay vị tu sĩ nào cũng biết và thuộc lòng. Bài kệ ngộ đạo này bà có trình cho Đức Lục Tổ Huệ Năng để xin Đức Lục Tổ ấn chứng cho bà đã đạt được bí mật thiền tông và được rơi vào tánh Phật thanh tịnh của bà. Nhờ các tác phẩm tuyệt vời của bà minh chứng bà là vị vua có đạo đức cao, nên nhà nước Trung Hoa hiện tại đã khôi phục danh dự cho bà và công nhận bà là một vị vua đã giác ngộ yếu lý thiền tông của nhà Phật. Người như vậy thì không thể nào có những việc làm xấu xa mà bên đạo lão và đạo khổng đã nêu trong quá khứ. Xin nói rõ, vua Võ Tắc Thiên hiểu sâu về thiền học nên có cái đánh giá như sau. Đạo lão, môn học đến chỗ tột cùng của thuyết âm dương, sinh hóa và tự nhiên. Lão Tử dạy, từ cái không của ban đầu sinh ra nhất, một. Nhất sinh ra nhị, hai. Nhị sinh ra tứ, bốn. Tứ sinh ra bát, tám. Cứ thế mà sinh hóa ra vạn vật. Vạn vật vận hành theo âm dương, vận hành như vậy không có ngày cùng. Đạo lão không có đích kết thúc. Nói rõ hơn, đạo lão chỉ hiểu và nhìn thấy được sự vận hành liên tục của âm dương, chứ không biết được cái gì ngoài sự vận hành, tức là cái chân thật. Đạo khổng, môn học xử thế với chủ trương quân thần, trung hiếu, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín và bình thiên hạ. Phần quân thần, Đức Khổng Tử dạy, quân sử thần tử, thần bất
tử bất trung. Phần trung hiếu, đức khổng tử dạy, phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Phần nhân nghĩa lễ trí tín, đức khổng tử dạy, làm người phải lấy câu nhân nghĩa lễ trí tín làm đầu. Nếu người dân nào không tuân thủ năm nguyên tắc trên, coi như người không chân chính. Năm nguyên tắc ấy được các triều đại ở Trung Hoa cũng như ở Việt Nam được coi là môn học hay, nên hai nước Trung Hoa và Việt Nam cũng như nhiều nước châu Á khác đem học thuyết này áp dụng cho toàn dân. Đến nay, tại Việt Nam chúng ta, đạo Khổng vẫn còn ảnh hưởng rất lớn. Phần bình thiên hạ. Sau đây là câu chuyện giữa Đức Khổng Tử với cô bé Hạn Thác như sau. Đức Khổng Tử đang làm quốc sư, ngài đi chu du khắp trong nước để truyền bá thuyết bình thiên hạ mà ngài đã viết ra, có ý áp dụng cho toàn dân. Ngài sử dụng xe trâu để đi truyền bá học thuyết này. Trên đường đi, ngài gặp một cậu bé mới lên 6 tuổi tên là Hạn Thác. Cậu bé này biết được đường đi của ngài, đắp một thành bằng cát ở giữa đường không cho xe Đức Khổng Tử đi qua. Khi xe Đức Khổng Tử bị thành của cậu bé Hạn Thác cản đường, người đánh xe xuống bảo cậu bé Hạn Thác tránh đường để cho xe Đức Khổng Tử đi qua. Cậu bé Hạn Thác hỏi người đánh xe, theo luật lưu thông, xe tránh thành hay thành tránh xe? Một câu nói của cậu bé Hạn Thác làm người đánh xe cứng họng không trả lời được. Quốc sư Khổng Tử nghe lời nói của cậu bé Hạn Thác có kiến thức không phải là của cậu bé bình thường, nên ngài xuống xe nói với cậu bé Hạn Thác, con biết ta là ai không? Cậu bé Hạn Thác đứng vòng tay nghiêm chỉnh lễ phép trả lời, dạ con không biết. Quốc sư Khổng Tử nói, ta là quốc sư Khổng Tử, hôm nay ta đi chu du trong nước để truyền bá thuyết bình thiên hạ của ta viết ra, vậy con tránh để cho xe ông đi qua. Cậu bé Hạn Thác nói với quốc sư Khổng Tử, kính thưa quốc sư cho con hỏi ngài một câu, nếu quốc sư trả lời cho con thông, con xin phá thành để cho xe quốc sư đi qua, còn quốc sư không trả lời được, xin quốc sư tránh thành này, tìm đường khác đi, ngài chịu không? Quốc sư cho mình là bậc học cao hiểu rộng, chẳng lẽ một câu hỏi của cậu bé mới lên 6 tuổi mà mình không trả lời được sao? Quốc sư liền bảo, con hỏi ông đi. Cậu bé Hạn Thác liền hỏi, học thuyết của quốc sư là muốn bình thiên hạ, vậy quốc sư có biết trong nước của ngài có bao nhiêu cái nhà không? Quốc sư Khổng Tử nói với cậu bé, con hỏi ông việc quá xa như vậy, làm sao ông trả lời cho con được? Cậu bé Hạn Thác liền thưa, nếu quá xa quốc sư không trả lời được, vậy con hỏi vật gần nhất là trước mặt quốc sư để ngài dễ trả lời. Quốc sư bảo Hạn Thác hỏi. Cậu bé Hạn Thác hỏi câu thứ hai, vậy lông mày quốc sư có mấy cọng? Quốc sư Khổng Tử đỏ mặt cứng họng không trả lời được. Cậu bé Hạn Thác nói với quốc sư, kính thưa quốc sư, việc xa ngài không biết được, vật trước mắt ngài cũng không hiểu, vậy mà ngài đi phổ biến học thuyết bình thiên hạ, vậy học thuyết bình thiên hạ của quốc sư có hợp lẽ tự nhiên không? Còn có cái ví dụ như sau để trình quốc sư rõ. Trên trái đất này, nếu là đất bằng phẳng hết có được không? Tất cả con đường đều khôn như nhau hay dại như nhau có được không? Tất cả con người đều khôn như nhau hay dại như nhau có được không? Không ai lớn, không ai nhỏ có được không? Nói xong ba câu ví dụ, cậu bé Hạn Thác liền chạy nhanh vô làng, mặc tình cho quốc sư Khổng Tử gọi cậu lại để bàn việc nước. Mấy câu của cậu bé Hạn Thác nói ra làm quốc sư Khổng Tử phải suy nghĩ lại về học thuyết bình thiên hạ của mình. Cụ thể đó, một vị quốc sư lừng danh trong thiên hạ, thế mà những lời của cậu bé mới lên 6 tuổi ngài không đáp được câu nào. 6. Triết học Đông Phương. Cụ Lê Đại Trung tò mò hỏi thêm, như vậy ở thế giới này học thuyết nào hay nhất và cao nhất? Trưởng ban đáp, nếu nói học thuyết này hay hơn hay cao hơn học thuyết kia thì không thể nói được, vì mỗi học thuyết chủ trương một đường lối riêng. Chúng tôi nêu 3 triết học Đông Phương như dưới đây để cụ tìm hiểu. 1. Lão Tử, tự nhiên và âm dương. Lão Tử tên là Lý Nhĩ, tự Bá Dương, sinh năm 570 trước công nguyên tại nước Sở, nay thuộc nước Trung Quốc. Căn bản học thuyết của ngài nằm gọn trong quyển Đạo Đức Kinh. Các học thuyết của ngài là tự nhiên và âm dương. Tự nhiên, không thêm, không bớt. Âm dương, lúc nào cũng vận hành trái ngược nhau. Từ trung tâm điểm theo chiều xoắn ốc ngược kim đồng hồ gọi là dương.
từ ngoài xoay vào trung tâm điểm thuận kim đồng hồ gọi là âm. Đất, nước, gió, lửa và điện, năm thứ nói trên không thêm cũng không bớt, bắt buộc tự nhiên phải xoay theo sự vận hành của âm dương để sinh hóa ra vạn vật. Cứ như vậy mà vận hành mãi không dừng cũng không cùng. Lão Tử khuyên, loài người và vạn vật phải tuân theo quy luật vận hành của âm dương, đừng làm sai quy luật ấy thì con người sẽ được hạnh phúc viên mãn. Hai, Khổng Tử. Sử thế, Khổng Tử tên thật là Khổng Phu Tử, sinh ngày 17 tháng 8 năm 551, mất năm 479 trước Tây Lịch tại nước Lỗ. Ông tên thật là Khâu Trọng Ni, nay thuộc tỉnh Sơn Đông, nước Trung Quốc. Căn bản học thuyết của Ngài nằm gọn trong quyển Ngũ Kinh. Học thuyết của Ngài có bốn căn bản: quân thần, trung hiếu, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, bình thiên hạ. Quân thần, Khổng Tử đưa ra quy định quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Trung hiếu, phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Nhân nghĩa, lễ, trí, tín, Khổng Tử dạy đối với nhân dân với nhau phải dùng nhân nghĩa lễ trí tín làm đầu. Nếu trong nhân dân ai không tuân thủ năm nguyên tắc trên, người đó coi như người thừa trong xã hội. Bình thiên hạ, Khổng Tử có ý định đưa ra thuyết bình thiên hạ, nên Ngài đi chu du khắp trong nước để thăm dò ý này. Ngài muốn trong nhân gian ai ai cũng bình đẳng với nhau. 3. Thích Ca, tu tập, giác ngộ, giải thoát. Tên thật Ngài là Tất Đạt Đa. Lúc nhỏ Ngài quá thông minh nên được hoàng tộc đặt thêm cho cái tên là Sĩ Đạt Ta, con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia của nước Ca Tỳ La Vệ. Hiện nay, một phần thuộc miền Nam nước Nepal và một phần thuộc miền Bắc nước Ấn Độ. Sinh ngày 8 tháng 4 năm 625 trước Tây Lịch, tính theo lịch âm. Đây là tài liệu lưu trữ nơi tàng kinh các nhà Phật. Tính theo thực tế, năm 2008, Phật đản sanh là năm thứ 2552 năm. Đem trừ ra, Ngài sinh vào ngày 8 tháng 4 năm 544 trước Tây Lịch. Tháng 11 năm 1961, Hội nghị Phật giáo Thế giới tại Phnom Penh, nước Campuchia, thấy lời dạy của Ngài hết sức thực tế, hết sức khoa học và rõ ràng như ban ngày, nên quý vị dự hội nghị quyết định đổi ngày sinh của Thái tử Tất Đạt Đa là ngày rằm tháng 4, 15 tháng 4, để nói lên lời dạy của Ngài hết sức thực tế và sáng suốt. Môn học của Ngài là Duy Thức Học. Đây không phải là học thuyết, mà là môn học về cái biết của Ngài dạy. Môn học này phân tích tỉ mỉ về cái biết của Phật tánh và cái biết của tánh người. Cốt yếu của môn Duy Thức Học này dẫn con người trở về sống với các cái tánh chân thật của chính mình, để không còn bị lực cuốn hút của vật lý âm dương nữa, không còn bị chi phối của nhân quả và nhân duyên, nên không bị đi trong sáu nẻo luân hồi. Vì bị đi trong lục đạo nên con người bị triền miên đau khổ. Tuy là môn học, chứ sự thật đây là một công thức hết sức rõ ràng và khoa học, đưa tất cả những ai muốn giác ngộ, hiểu biết để ra ngoài vòng sinh diệt theo quy luật của vật lý mà các ngài gọi là giải thoát. Trên đây là ba nền học lớn của phương Đông. Xin thưa với cụ, các nhà trí thức cao trên thế giới cũng như trong nước họ khuyên, muốn làm bất cứ việc gì, dù nhỏ hay lớn, phải suy xét cho tận tường, thuận lý mới làm, chứ đừng làm như dã tràng xe cát biển Đông, xe rồi sóng đánh cái ầm lại tan, thì uổng công cho một đời người làm sai. Cụ Lê Đại Trung hết sức vui mừng vì đã thông suốt hết những gì mà cụ đã thắc mắc từ lâu, hết sức cảm ơn trưởng ban. Cụ bà Trương Thị Mỹ, 71 tuổi, cư ngụ tại huyện Hóc Môn, đi trong đoàn đứng lên nói: chúng tôi chứng kiến cụ Lê Đại Trung đọc 72 câu kệ, trưởng ban xác nhận cụ Trung đã đạt được bí mật thiền tông. Nếu không chứng kiến việc này thì chúng tôi không tin. Vậy xin trưởng ban giải thích rõ thêm pháp môn này để chúng tôi hiểu thật rõ thêm, còn các pháp môn khác không giải thoát được sao? Trưởng ban trả lời: như chúng tôi đã trình bày ở trên, nếu cụ hiểu căn bản rồi thì cố gắng hiểu thêm như sau. Pháp môn thiền tông này Như Lai dạy riêng cho Ngài Ma Ca Diếp là vị tổ thiền tông thứ nhất, để giúp cho ai kiên trì muốn giải thoát. Chờ trên thế giới này không có pháp môn nào giải thoát được. Vì sao chúng tôi quả quyết như vậy? Xin cụ hãy nghe rõ lời phân tích như sau. 1. Trong bể tánh thanh tịnh gọi là Phật giới,
có được sự sống là nhờ điện tử quang rung động, nên lúc nào cũng hành, nhưng hành trong cái thanh tịnh. Do vậy, bất cứ ai sử dụng tâm duyên hợp của vật lý để tìm ra Phật tánh, Đức Phật bảo các ông đi tìm lông con rùa vậy. Phần này Đức Phật có dạy rõ nơi Vượt Hải Châu Âm như sau: dù có vạn Đức Phật đến với thế giới này để cứu người giải thoát, cũng chưa chắc cứu được. Ai đó nói cứu dùm là kẻ đại lường gạt hai tam giới, gọi là hệ mặt trời. Chung quanh có bốn vòng như sau: vòng một, nơi có sáu hành tinh cấu tạo bằng tứ đại và điện tử âm dương. Vòng hai, có 11 hành tinh cấu tạo bằng điện tử âm dương năm màu sắc rất đậm. Vòng 3, có 17 hành tinh cấu tạo bằng 12 màu sắc điện tử âm dương rực rỡ. Vòng 4, có 14 hành tinh cấu tạo bằng điện tử âm dương không màu sắc. 4 vòng này, tổng cộng có 45 hành tinh, gọi là một tam giới. Trong 4 vòng này, mỗi vòng cấu tạo bằng điện tử âm dương khác nhau. Ở 6 địa cầu nào cũng có một vị Phật dạy công thức giải thoát. Ở địa cầu này, hiện là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy, hiện còn đang lưu hành. Bà Trương Thị Mỹ xen vào lời trưởng ban: đang lưu hành, sao không thấy nơi nào dạy? Trưởng ban trả lời: vì pháp môn giải thoát này Như Lai truyền riêng cho các vị tổ thiền tông, không dạy cho đại chúng, vì vậy không ai biết được, trừ khi vị nào nhận được tập huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng thiền tông thì vị này mới biết. Nếu vị nào ham danh mê lợi mà nhận được tập huyền ký này thì cũng không dám phổ biến. Vì sao vậy? Vì pháp môn thiền tông này cực dương, tức cực mạnh. Nó phá vật chất, đưa con người ra ngoài sự ràng buộc của vật chất. Do đó, những vị thầy tu mà còn ham danh mê lợi thì làm sao dám tu hay phổ biến pháp môn giải thoát này. Trưởng ban nói thêm: cụ tu theo đạo Phật phải hiểu cốt tủy của Đức Phật dạy thì mới mong tu đúng được. Chúng tôi xin trợ giúp cho cụ bốn câu kệ của Đức Phật dạy như sau: thiền tông chẳng kiếm chẳng tìm, chẳng quán chẳng tưởng nhận liền tánh nghe. Tánh nghe tánh thấy là bè, đưa người thanh tịnh về miền quê xưa. Cụ bà Trương Thị Mỹ đã nhận ra được lời Đức Phật dạy, nên được trưởng ban cấp cho cụ giấy chứng nhận giác ngộ yếu trị thiền tông, hết sức vui mừng và cảm ơn. Cụ bà Trương Thị Mỹ lại hỏi về chữ vạn: sao chúng tôi thấy chữ vạn ở các chùa vẽ mỗi nơi mỗi kiểu? Xin trưởng ban giải thích cho chúng tôi được rõ. Trưởng ban đáp: vị nào am hiểu thiền tông học mới hiểu chữ vạn của Đức Phật dạy được. Phần nhiều, các chùa nghe nói cứ làm, chứ họ không tìm hiểu sâu về lời dạy của Đức Phật. Do đó, mỗi nơi vẽ một kiểu, cũng không biết thế nào là đúng và cũng không biết thế nào là sai. Chữ vạn trên ngực Đức Phật cũng xuất phát từ nguyên lý âm dương mà ra. Từ tâm điểm phóng ra ngoài ngược kim đồng hồ gọi là dương, được sinh hóa ra vạn vật ở hướng đi lên, nên được trương nở, tốt đẹp, may mắn, hạnh phúc, bền lâu và giải thoát, vân vân. Còn chữ vạn cũng từ ngoài tâm điểm hút cứng vào gọi là âm. Vì là hút cứng vào nhau nên bị chìm xuống, thành ra chết chóc, tiêu diệt, xấu, dở, tang thương, buồn chán, khổ đau triền miên, vân vân. Bởi vậy, Hitler có tâm tham lam, muốn làm bá chủ, đi thôn tính các nơi, đầu óc tàn bạo, ham bắn giết, nên ông ta sử dụng chữ vạn âm này, làm bao nhiêu sinh mạng phải chết, bao nhiêu người khác khổ đau, cũng vì ông ta dùng chữ vạn âm này. Còn Đức Phật Thích Ca, ngài biết tận tường của chữ vạn, nên Đức Phật sử dụng chữ vạn dương, nên đem giác ngộ, giải thoát, từ bi, an vui, vân vân cho tất cả ai tin và hiểu chữ vạn dương này. Cụ Trương Thị Mỹ lại hỏi: đây có phải là ăn uống theo phương pháp Oshawa không? Trưởng ban đáp: thưa, cũng phải mà cũng không phải. Vì sao cũng phải mà cũng không phải? Phải là do ngài Oshawa biên soạn ra, còn không phải là phương pháp ăn này chính gốc là của ngài Lão Tử. Xin nói rõ về ngài Oshawa: còn nhỏ, cha mẹ mất sớm, ông bị bệnh rất nhiều. Ông được vị thiền sư nước Nhật nuôi dưỡng trong chùa. Thiền sư ấy cho ông ăn dòng gạo lớp muối mè. Một thời gian ông hết bệnh. Sẵn trong chùa có rất nhiều sách viết về ăn uống để tu thiền. Ông Oshawa có biên soạn ra quyển Cẩm nang ăn uống để trị bệnh. Sau này, các nhà thực dưỡng Việt Nam có dịch ra tiếng Việt trên 20 quyển.
Các dịch giả có bổ sung thêm nhiều ý nên được lấy tên chung là thực dưỡng Oshawa. Có tất cả là 10 phương pháp ăn. Phương pháp ăn số 7 là ăn dòng gạo lứt muối mè để trị tất cả các bệnh về nan y. Nếu xét tận cùng, phương pháp này là do Ngài Lão Tử viết ra đầu tiên, chứ không phải Ngài Oshawa. Vì vậy mà chúng tôi nói phải và cũng chẳng phải. Cụ Trương Thị Mỹ lại hỏi thêm, ăn số 7 là ăn làm sao? Trưởng ban đáp, ăn số 7 là ăn một chén cơm gạo lứt, hai hoặc ba muỗng cà phê muối mè, nhai cho thật nhuyễn, nhai từ 150 đến 200 lần. Có nghĩa là nhai khi nào nghe cơm trong miệng có vị ngọt mới nuốt, mà nuốt một lần. Trong lúc nhai không được hở môi, tức không nói chuyện. Cụ Mỹ hỏi, nếu phương pháp ăn gạo lứt muối mè để trị bệnh, tại sao ông Oshawa mất ở tuổi 72? Trưởng ban đáp, có hai thuyết nói về sự mất của Ngài Oshawa. Thuyết thứ nhất, sở dĩ Ngài Oshawa mất ở tuổi 72 là vì Ngài có cái chấp cố định như sau. Hồi còn nhỏ, Ngài bị bệnh, được vị thiền sư cho ăn gạo lứt muối mè hết bệnh. Sau Ngài nghiên cứu phương pháp này, nhiều lần Ngài tự hủy hoại thân Ngài. Ngài ăn theo phương pháp này để thí nghiệm, được hết bệnh. Vì vậy, Ngài đem phương pháp này truyền bá sang các châu lục như châu Mỹ, châu Âu, châu Phi và châu Á, trong đó có Việt Nam. Ngài có đến Huế, Việt Nam vào năm 1965 để truyền bá phương pháp ăn này. Dân miền Nam Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1975 cũng rầm rộ ăn theo phương pháp này. Vì Ngài quá tin tưởng vào phương pháp ăn uống này nên khi 72 tuổi, Ngài bị bệnh nặng. Ngài không cần uống thuốc gì khác ngoài ăn uống theo phương pháp của Ngài. Nhiều bác sĩ khuyên Ngài nên uống thuốc và tiêm thuốc, khi hết bệnh sẽ tiếp tục ăn theo phương pháp của Ngài. Ngài không nghe. Ngài quên đi một điều là tuổi trẻ khác với tuổi già. Tuổi trẻ sức đề kháng của cơ thể còn rất mạnh nên bệnh tật dễ dàng vượt qua. Còn tuổi già bị lão hóa theo thời gian nên sức đề kháng bị yếu đi. Vì vậy Ngài mất ở tuổi 72 là phải. Ngài mất là vì bệnh chấp cho sự hiểu biết của mình là hay nhất, là tuyệt vời nhất. Thuyết thứ hai, nhiều người bảo Ngài Oshawa mất ở tuổi 72 là vì Ngài phải tuân theo đúng quy luật nhân quả của Ngài.